Hello các anh, thì hôm nay em làm cái clip này tại vì là có một số anh á yêu cầu bên em giao hàng á là cái nguyên siêu nguyên kiện. Đây em quay cho anh xem, đây là hàng của bên em đó, đèn của bên em hàng chính hãng, hàng nhập từ hãng về rất là nhiều luôn đó. Đây cái đèn của nó đây, nguyên siêu nguyên đai đó. Nhưng mà tại sao hôm nay em lại làm clip này, tại vì á là thứ nhất bên em á, trước khi mà giao cho khách em phải bóc siêu ra, em phải tháo ra để mà kiểm tra test đèn. Thứ nhất là mình test đèn, thứ hai là em phải dán cái tem niêm yết bên em đó. Sau đó là tại vì cái quá trình vận chuyển ở bên nước ngoài về á, nhiều khi là nó sẽ có tình trạng là bể vỡ, nên để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra thì trước đó tụi em phải tháo ra để mà kiểm tra. Cái thời gian đó em cũng rất là không có muốn, tại vì nó mất thời gian bên em lắm, nhưng mà em phải làm như vậy để tránh trường hợp là khi mà khách nhận được á, cái đèn nó bị bể vỡ hay là gì đó thì là nó sẽ không có hay. Nên là trước khi gửi mình phải test đèn, mình kiểm tra mọi thứ ok hết rồi mình mới gửi cho khách. Nên vì vậy khi mà cái anh nhận đèn á, nó sẽ có một miếng dán băng keo ở đây đó, như là đó đây đây, dán băng keo ở đây đó, là bên em đã mở ra kiểm tra rồi, rồi em dán lại. Nhưng mà các anh yên tâm là khi mà nhận đèn, cái đèn của em bên em là mới hoàn toàn 100% mà, chỉ là em phải tháo ra để kiểm tra cho các anh thôi đó. Nên là em làm clip này để mà em quay để mà có các anh nói là muốn nhận hàng nguyên đai, nguyên kiện, nó nguyên siêu á, thì cái đó là không có được nha. Tại vì trước khi gửi em phải kiểm tra, nên là nó sẽ có một miếng dán như vậy đó. Đây đây là hàng nguyên đai nguyên kiện đây đó, Nomo Sona. Đây là cái đèn của hãng luôn nha các anh, đèn của hãng Nomo á, đèn của hãng em nhập về của hãng luôn. Hãng nó cũng phải tháo keo ra để mà nó kiểm tra ok rồi nó dán lại, nó cũng sẽ có một miếng băng keo này cho mình, hãng cũng phải kiểm tra mà đó. Nên thành ra là khi mà nhận hàng á mà có băng keo vậy là chuyện bình thường nha. Còn anh nào mà muốn mà nguyên siêu luôn không có tem á, thì lỡ mà trong quá trình vận chuyển á mà nó có vấn đề gì á, thì cái đó là anh tự anh chịu trách nhiệm nha. Bên em là sẽ không chịu trách nhiệm ở cái đèn đó đó. Còn khi mà anh nhận đèn đó, đèn có dán băng keo đó, khi mà các anh nhận đèn xong các anh quay video khi mà khui hàng mở đèn đó, hoặc là trong cái đèn á có cái tem niêm yết của bên em, thì bên em khi mà có vấn đề gì bên em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đổi trả đối với khách hàng. Dạ đó đó, cây mít lông này cũng vậy thôi. Dạ thì hãng gửi về nó cũng sẽ có một cái lớp băng keo đó cho mình đó, hãng người ta cũng phải kiểm tra đó. Đây rồi nè, em sẽ bóc ra cho các anh xem đó, khi mà nhận hàng như vậy đó, dán bằng một miếng băng keo rồi đó. Đây nè, trong cái đèn thì nó sẽ có, bên em sẽ dán một cái miếng tem niêm yết đó. Đây là cái tem niêm yết của bên em đó, đây. Dạ em kiểm tra test đèn sáng ok, bóng đèn không bể bóng, rồi dán tem cho khách hàng đó. Xong hết quá trình như vậy xong rồi em mới gửi đèn cho khách đó. Nó rất là mất thời gian bên em, nhưng mà em phải làm như vậy để mà đảm bảo mọi thứ ok cho khách hàng đó. Dạ nên là khi mà đến tay khách hàng mà có vấn đề gì á, thì mấy anh cứ việc quay video lại rồi có tem niêm yết chính hãng của bên em, thì bên em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với cây đèn đó nếu mà bóng đèn có bị bể hay là gì đó. Rồi xong em đã quay hết, em đã quay lại video nói về cái đèn bên em, và những cái anh nào mà cần nguyên đai nguyên kiện gì đó thì có thể tham khảo đó. Còn bên em bán đèn á, thì là giá rẻ nhất, ok nhất, bao rẻ toàn thị trường luôn, nên là các anh tham khảo nếu mà được á, thì hãy ủng hộ bên em nha. Video đến đây là hết, cảm ơn các anh đã xem video, chào các anh.